chống chân và rời khỏi cuộc đua. Tiếp tục, chỉ còn lại 6-1, 6-3 là tiếp tục, 6-2 rời khỏi đường đua. Còn lại 6-1, 4, 5 và 6-6, 6-5 cũng đã rời khỏi đường đua. Nếu vậy chúng ta chỉ còn lại 3 vận động viên. Vận động viên nào xuất sắc thì đại chạy nhất đây. 6-1, 6-5. Đây, dừng lại luôn, chỉ còn lại 2 vận động viên. 6-1 và 6-6, 6-4 và 6-3. Chỉ còn là 2 đội vận động viên xuất sắc. Rất rồi.